Hôm nay mình được rủ đi quán cầu lông, nhưng mà mình phát hiện ra một vấn đề. Mình tìm khắp nơi rồi nhưng mà vẫn không thấy vợ cầu lông của mình đâu. Bây giờ mình phải nghĩ một cách nào đó chữa cháy cho tình huống này. Mình có máy in 3D mà. Sau 30 phút ngồi nghiên cứu trên mạng thì mình bắt đầu vẽ cái vợt cầu lông. Và mình cảm thấy là cái vợt này có khá là nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Nó rất là dễ gãy và kích thước lại to hơn bàn in của mình. Mình khá là đau đầu nhưng mà mình đã tìm ra được giải pháp rồi. Mình cắt đôi các chi tiết chịu lực và đặt in nằm ngang. Và làm thêm các khớp nối cho nó chắc chắn. Sau khi mà mình thấy ok rồi thì mình cho máy in 3D nó chạy nè. Mẫu in 3D vợt cầu lông này chỉ mất 5 tiếng đồng hồ để tạo ra nó thôi. Mình test thử cái lưới vợt thì khá là ngon. Ok, lắp ráp nó thôi nào các bạn ơi. Và cuối cùng cái vợt cầu lông in 3D đã hoàn thành. Mình rất nóng lòng để mà được test nó rồi đây. Đi lên sân cầu lông với mình nào. Để mình quýnh thử cho các bạn xem nha. Đúng là với chiếc máy 3D các bạn có thể tạo ra mọi thứ mà các bạn thích. Mình thiết kế đúng kích thước luôn rồi nè. Nhưng mà mình đập cầu khoảng 11 lần thì cái vợt đã thành ra như thế này. Dùng vợt real sửa vợt in 3D. In 3D luôn, in mọi thứ bạn thích.